Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ thầy về với Đấng đã sai thầy mà các con không ai hỏi thầy, thầy đi đâu? Nhưng thầy nói cho các con biết, để lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy thầy phải nói các con, thầy còn nhiều điều phải nói nữa, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì thì sẽ nói vậy, và người sẽ bảo cho các con biết những sự việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì cha có đều là của thầy, vì thế thầy đã nói, người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ về việc ra đi của Chúa Giêsu, tức là về cái chết của Ngài. Và Ngài nói với các thánh tông đồ rằng: Bây giờ thầy nói với các con không lĩnh hội được, nhưng khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dạy cho các con tất cả sự thật. Thầy nói các con bây giờ các con không lĩnh hội được, là cái lĩnh hội cái gì? Là bởi vì khi đó Chúa nói về cái chết của Chúa, các ông không thể chấp nhận được cái điều này. Làm sao mà thầy chết được? Thầy đang thành công, đang cứu người, tiếng tăm lẫy lừng, uy tín đầy người, mà thầy lại nói cái chết. Người ta gọi là nói gở. Các ông không thể lĩnh hội được điều này, không thể chấp nhận được. Nhưng mà khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dạy cho các con sự thật. Thần chân lý là gì? Thầy đi thì có lợi cho các con. Nghĩa là khi mà thầy về với cha, tức là thầy chết, thì khi lúc bây giờ thần chân lý là Chúa Thánh Thần sẽ đến làm cho các thánh tông đồ hiểu, à, cái chết của Chúa Giêsu nghĩa là gì. Nói cách khác, cái chết về mặt con người thì không chấp nhận, nhưng cái chết đó nó sẽ có ý nghĩa, và trong cái chết của Chúa thì cái chết đó là gì. Và anh chị em, chính là cái chết cứu độ của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa chết trên thánh giá, và cái chết đó đem cho chúng ta đến với Thiên Chúa. Anh chị em, tôi muốn nói điều này trong cái ngày tối hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Tất cả chúng ta khi mất người thân, chúng ta không thể chấp nhận được cái điều đó. Ai giải thích cũng không nghe, ai an ủi gì cũng nghe, không nghe. Và thậm chí tất cả chúng ta, người ta đến, người ta thăm nom, khi chúng ta có người thân, chúng ta cảm ơn vì là có tình huynh đệ vậy, nhưng mà họ an ủi chúng ta thì nói thì nghe, nghe nói thì nói, nhưng mà lòng chúng ta có nghe cái điều người ta nói mà chúng ta nguôi buồn không? Không đâu. Nhưng sau cái chết rồi, chúng ta bắt đầu mới từ từ, nó dần dần, nó ngấm từ từ, nó cảm được, chúng ta hiểu cái chết nó là cái gì. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em, cái chết của mỗi chúng ta sẽ hiểu được trong Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Đức Kitô nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để mang một thân xác. Và vì mang thân xác đó mà Chúa chết. Quyền năng của Chúa Thánh Thần làm cho Đức Kitô ngôi lời ngự trong lòng Đức Mẹ. Chúng ta nhớ khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao trên bà. Tại vì thế bà mãi sẽ sinh con, và đứa con đó là bởi Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm cho Đức Kitô sống lại nữa. Và giờ đây chúng ta cử hành thánh thể, Chúa Thánh Thần làm cho bánh và rượu nên mình máu Thánh Chúa. Và cũng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho thân xác chúng ta sống lại. Nên hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta tuyên xưng niềm tin là Chúa Thánh Thần là tác giả của công trình nhập thể Chúa Giêsu làm người. Chúa Thánh Thần là tác giả của mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là tác giả của bánh và rượu trở nên thành mình máu Thánh Chúa. Và Chúa Thánh Thần cũng là tác giả của sự phục sinh nữa luôn. Và chúng ta khám phá điều đó, để rồi chúng ta xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta đọc được cái biến cố phục sinh của Đức Kitô, và chúng ta hiểu cuộc đời của chúng ta. Như thế chúng ta sẽ sống niềm hy vọng đó, và chúng ta sẽ tràn đầy niềm hy vọng chia sẻ cho mọi người.